ngày 6 tháng 11, Thánh Nicholas Pavlik và các bạn. 1391, Thánh Nicholas và các bạn là những người trong số 158 tu sĩ Francisco được tử đạo ở đất thánh khi họ được giao cho nhiệm vụ trông coi các vương cung thánh đường ở đây vào năm 1335. Nicholas sinh năm 1340 trong một gia đình giàu sang và quý phái ở Croatia. Ngài gia nhập dòng Francisco và được gửi đi giao giảng ở Bosnia với Diodat Rhodes. Năm 1384, các ngài tình nguyện sang đất thánh với nhiệm vụ trông coi các địa danh linh thiêng, chăm sóc các người hành hương và học tiếng Ả Rập. Vào năm 1391, Nicholas, Diodat, Peter Nagbon và Stephen Cuneo quyết định thuyết phục người Hồi giáo trở lại đạo một cách công khai. Ngày 11 tháng 11 năm 1391, họ đến đền Oma ở Jerusalem và xin được gặp Kadi, giáo sĩ Hồi giáo. Từ một bản văn viết sẵn, họ nói mọi người phải chấp nhận phúc âm của Đức Giêsu Kitô. Và khi được yêu cầu rút lại lời tuyên bố ấy, họ đã từ chối. Sau khi bị đánh đập và cầm tù, sau cùng họ bị chặt đầu trước đám đông. Nicholas và các bạn được phong thánh năm 1970. Họ là các tu sĩ Francisco duy nhất được phong thánh vì tử đạo ở đất thánh. Lời bàn, Thánh Francisco đưa ra hai đường lối truyền giáo cho các tu sĩ trong dòng. Trong nhiều năm trời, Nicholas và các bạn đã chọn đường lối thứ nhất, sống thầm lặng và làm chứng cho Đức Kitô. Sau đó họ cảm thấy được mời gọi để đi theo đường lối thứ hai là giao giảng công khai. Các tu sĩ Francisco hiện vẫn hoạt động ở đất thánh qua đời sống gương mẫu để nhiều người biết đến Đức Kitô hơn. Lời trích trong quy luật 1221, Thánh Francisco viết cho các tu sĩ được sai đến Saracen, Hồi giáo có thể tự đối xử trong hai phương cách. Một cách là tránh tranh luận hoặc cái cỏ, và vì Chúa, hãy tùng phục bất cứ ai, 1 Phêrô 2:13, để làm chứng rằng mình là Kitô hữu. Một cách khác là công khai giao giảng lời Chúa, khi họ thấy đó là ý Chúa muốn mời gọi những người được giao giảng hãy tin vào Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, đấng tạo dựng muôn loài, và qua Chúa Con, đấng cứu thế, hãy rửa tội cho họ để trở nên người Kitô đích thực và thánh thiện.